Chào tất cả quý vị đã quay trở lại với kênh YouTube Tự Chữa Lành, và Khải rất là vui khi mà ngày hôm nay được tiếp tục ngồi ở đây để chia sẻ với quý vị những thông tin về sức khỏe. Trong thời gian qua thì Khải có nhận được một cái bình luận của bác Thêm. Bác có nhờ Khải chia sẻ về tình trạng tóc bạc sớm. Thì trong video này, Khải sẽ chia sẻ cho bác cũng như là tất cả quý vị ai mà đang gặp phải tình trạng tương tự như vậy, tức là tóc bị bạc sớm hoặc là rụng tóc nhiều á, thì có thể xem cái video này và tham khảo nha. Tuy nhiên trước khi đi vào cái phần nội dung chính á, thì Khải rất là mong quý vị hãy dành ra một ít thời gian để nhấn vào nút đăng ký và bấm vào quả chuông thông báo nha, để ủng hộ cho Khải. Bây giờ thì sẽ không để quý vị chờ lâu, chúng ta sẽ đi vào phần nội dung chính nha. Thì theo y học cổ truyền nhận định rằng cái tình trạng tóc bạc sớm là do cái khí huyết ở trong người chúng ta nó không có đầy đủ, do chúng ta bị stress, do chúng ta suy nghĩ lao tâm lao lực quá nhiều. Và tại vì tóc á là cái phần dư của kiểu của huyết, cho nên á là ở trong người chúng ta mà cái tinh huyết nó không đầy đủ thì nó dẫn đến là tóc bạc sớm, và cũng có khả năng là do di truyền nữa nha quý vị. Tóc bạc là do di truyền nữa. Và bây giờ Khải sẽ chia sẻ cho quý vị những cái mẹo trong dân gian cũng như là những ngũ huyệt vị để quý vị có thể dây ấn vào, giúp cơ thể tự điều chỉnh, tự chữa lành. Tại vì hiện nay trên thị trường ấy, thì có rất là nhiều những cái sản phẩm để hỗ trợ quý vị có thể làm thay đổi cái màu tóc, có cái hiệu quả tức thì, bằng cách là chúng ta dùng cái thuốc nhuộm. Tuy nhiên vẫn có nhiều quý vị lại thích sử dụng những cái cách mà tự nhiên, không có để lại bất kỳ cái tác dụng phụ nào, như là sử dụng những bài thuốc trong dân gian từ hà thủ ô này, từ đậu đen, hay là bằng cách là tác động vào chính những cái vị trí, những cái huyệt vị trên cơ thể nha. Bây giờ thì Khải sẽ hướng dẫn cho quý vị. Và trong phần đầu tiên thì Khải sẽ chia sẻ cho quý vị ba cái bài thuốc trong dân gian rất là hiệu quả để giúp quý vị cải thiện được cái tình trạng tóc bạc sớm. Bài thuốc đầu tiên á là bài thuốc được làm từ cái hà thủ ô đỏ nha quý vị. Chắc là quý vị cũng đã từng nghe cái công dụng của hà thủ ô, đó chính là giúp tóc chúng ta đen mượt trở lại. Thì quý vị sử dụng cái loại hà thủ ô đỏ, chúng ta sử dụng một lượng vừa đủ, chúng ta nấu nước để cô lại nha quý vị, để cô đọng lại, bỏ cái phần sáp đi. Và chúng ta sử dụng cái nước này, cái nước mà đã cô lại đó, chúng ta bỏ vào tủ lạnh, chúng ta sử dụng mỗi ngày bằng cách là quý vị sử dụng trước bữa ăn, và một cái lượng là một cái ly nhỏ, khoảng là bằng cái ly uống rượu đó quý vị, cái ly uống rượu, cái ly nhỏ như vậy này, chúng ta hòa vào một tí mật ong nữa thì để tăng thêm cái hiệu quả. Trước khi ăn chúng ta uống khoảng một ly uống rượu đó, một cái ly nhỏ như vậy, chúng ta hòa tí mật ong vào chúng ta uống thì sẽ giúp tóc đen mượt trở lại nha. Và bây giờ Khải sẽ hướng dẫn cho quý vị làm cái bài thuốc thứ hai. Thì bài thuốc thứ hai này được làm từ cái hạt đậu đen. Quý vị hãy chuẩn bị cho Khải khoảng là 49 hạt đậu đen nha. Và chúng ta sẽ rửa sạch, sau đó chúng ta sẽ cho vào khoảng là 0,5 lít nước nước ấm, nước hơi nóng một tí. Và quý vị sẽ hầm khoảng 15 phút. Sau 15 phút thì chúng ta sẽ uống hết cái nước này. Đồng thời chúng ta sẽ nuốt luôn cả cái 49 hạt đậu đen này luôn nha. Nha quý vị, chúng ta sử dụng vào buổi sáng sớm, sáng sớm. Một ngày chúng ta cũng sẽ sử dụng một lần thôi. Quý vị, bây giờ Khải sẽ nhắc lại một lần nữa nha. 49 hạt đậu đen rửa sạch, sau đó sẽ cho vào khoảng 0,5 lít nước 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 nóng, tức là cái nước không phải nước sôi mà nước hơi ấm một tí, hơi nóng một tí. Chúng ta cho vào, chúng ta hầm trong khoảng 15 phút và chúng ta uống hết cái nước này. Đồng thời chúng ta cũng sẽ nuốt luôn cái 49 hạt đậu đen này, nhưng mà chúng ta không có nhai nha quý vị. Nuốt, chúng ta nuốt không có nhai. Và bây giờ Khải sẽ chia sẻ với quý vị sử dụng cái bài thuốc thứ ba. Bài thuốc thứ ba này á, là cái bài thuốc được làm từ cái quả nhào. Cái quả nhào này á, có nhiều quý vị hỏi rằng miền Bắc người ta gọi là gì, miền Nam gọi là gì. Tại vì cái quả nhào này á, cả ba miền Bắc Trung Nam đều gọi là quả nhào nha quý vị. Khải sẽ để cái hình của nó ở chỗ này để cho quý vị tiện tham khảo. Cái cây nhào này á, có công dụng rất là nhiều. Cái lá của nó thì được dùng để chữa bệnh đau lưng, gai cột sống. Khải sẽ hướng dẫn sau. Còn cái quả của nó á, là thường được người ta ngâm rượu để uống để giải mỏi, để chữa được những cái bệnh đau nhức xương khớp.
Và cái công dụng nữa là đó chính là cái quả nhào này cũng sẽ giúp tóc chúng ta nó đen mượt trở lại, bằng cách là quý vị sẽ dùng từ 3 đến 4 5 quả nhào gì đó cũng được, một số lượng vừa đủ. Chúng ta cũng sẽ nấu nước. Nấu nước chúng ta uống thay nước lọc hàng ngày nha quý vị. Chúng ta uống khoảng 7 ngày liên tiếp như vậy thì cái tình trạng tóc quý vị sẽ cảm nhận là thấy rõ, nó sẽ đen mượt trở lại. Và bây giờ chúng ta sẽ đi qua cái phần 2. Ở phần 2 này thì Khải sẽ hướng dẫn cho quý vị cách tác động vào một số huyệt vị trên cơ thể. Và huyệt vị đầu tiên á, đó chính là huyệt Bách Hội nha quý vị, huyệt Bách Hội. Cái vị trí của huyệt Bách Hội là nó sẽ nằm ở trên đỉnh đầu của chúng ta thưa quý vị, nằm trên đỉnh đầu này. Cái vị trí chính xác á, là quý vị sẽ xác định hai cái tọa độ như thế này. Đây chính là huyệt Án Đường này, quý vị sẽ kẻ một đường thẳng đi lên đỉnh đầu và đi qua phía sau mỏ ót này. Và đó chính là cái tọa độ theo chiều dọc. Và quý vị sẽ lấy một đường thẳng nữa từ trên đỉnh lỗ tai bên trái này. Quý vị vẽ một đường cong đi qua đỉnh đầu, qua cái đỉnh lỗ tai bên phải. Đó chính là cái tọa độ theo chiều ngang. Thì cái đường thẳng dọc mà đi từ Án Đường ra phía sau đó cắt với lại đường thẳng ngang đi qua hai đỉnh lỗ tai tại một cái vị trí trên đỉnh đầu này, đó chính là huyệt Bách Hội. Thưa quý vị, cái huyệt Bách Hội này á là một huyệt vị rất là hiệu quả để giúp quý vị ổn định được mức huyết áp, chữa được bệnh đau đầu và cũng sẽ giúp giúp cơ thể là tăng tăng cường sản sinh cái sắc tố để làm tóc đen mượt trở lại. Và cách quý vị dây ấn vào đây á, là chúng ta sẽ dùng tất cả 8 ngón tay của hai bàn tay. Chúng ta hơi cong lại này, hơi cong lại và đặt trên cái vùng đỉnh đầu đó quý vị này. Đó, đặt trên vùng đỉnh đầu này. Và chúng ta sẽ nhấn vào một lực vừa đủ này. Nhấn vào. Nhấn vào. Chúng ta nhấn theo từng nhịp nha quý vị, nhấn vào buông ra, nhấn vào buông ra. Chúng ta nhấn liên tục như vậy khoảng 30 lần. Một ngày quý vị sẽ dây ấn vào đây 2 lần. Một lần là vào buổi sáng sau khi thức dậy và một lần nữa là vào buổi tối trước khi đi ngủ. Và giống như Khải đã từng nói, cái động tác này không chỉ giúp tăng cường kích thích cái sắc tố làm tóc đen mượt trở lại mà còn có công dụng là giúp điều hòa huyết áp và cải thiện được những cái chứng bệnh về đau đầu. Cho nên là buổi tối quý vị làm rất là hiệu quả. Nó còn có thể giúp quý vị có được một giấc ngủ ngon, một giấc ngủ trọn vẹn nha. Bây giờ Khải sẽ hướng dẫn cho quý vị cách tác động vào huyệt vị thứ hai. Huyệt vị này nó có tên là huyệt giác tôn, huyệt giác tôn. Thì cái vị trí của nó rất là dễ xác định, nó sẽ nằm ngay cái đỉnh của cái vành tai đó quý vị này. Đó chính là cái vành tai. Cái đỉnh của vành tai này nè, quý vị giống thẳng vào cái vùng da đầu, chính là huyệt giác tôn nha. Đó, bên phải này cũng sẽ có một huyệt này. Từ đỉnh cái vành tai, chúng ta giống thẳng vào da đầu, đó chính là huyệt giác tôn. Và cách tác động vào đây á, là quý vị sẽ dùng hai ngón tay cái chúng ta đặt vào nè. Đặt chúng ta ấn vào cái vùng da đầu ngay cái đỉnh của vành tai và chúng ta sẽ chà nè. Đó, quý vị có thể chà như vậy nha, chà tới chà lui, chà tới chà lui. Chúng ta chà khoảng là 2 phút hoặc là chúng ta ấn ngón tay cái vào và chúng ta day theo cái chiều kim đồng hồ nha quý vị. Đó, cái huyệt vị này rất là hiệu quả để giúp quý vị cải thiện được tình trạng tóc rụng này và tóc bị bạc nhiều, bạc sớm. Và cũng tương tự như là huyệt Bách Hội thì quý vị sẽ day ấn vào đây một ngày là 2 lần, buổi sáng và buổi tối. Buổi tối thì chúng ta dây ấn khoảng là 1 tiếng đồng hồ trước khi đi ngủ nha quý vị. Và như vậy thì vừa qua Khải đã vừa chia sẻ cho quý vị những cái bài thuốc trong dân gian cũng như là cách mà chúng ta đã tác động vào những huyệt vị trong đông y để giúp quý vị có được một cái mái tóc đen mượt trở lại, cải thiện được tình trạng rụng tóc. Cái phương pháp này hoàn toàn là tự nhiên, quý vị không có lo bất kỳ cái tác dụng phụ nào cả nha. Và nếu như mà quý vị xem thứ hai thì quý vị có thể nhấn like, chia sẻ cho những người khác cùng xem. Có những thắc mắc gì hoặc là muốn Khải làm về bệnh gì, quý vị có thể để lại dưới phần bình luận của video nha. Khải sẽ đọc và giải đáp từ đó. Hoặc là Khải sẽ làm một cái video để giải đáp giống như vậy. Và quý vị đừng quên bấm vào nút đăng ký và bấm vào quả chuông thông báo bên cạnh nha. Để khi nào mà Khải ra video mới á, thì nó sẽ thông báo đến quý vị hoàn toàn miễn phí. Bây giờ thì chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong những cái video tiếp theo nha.